Có nghĩa là sau một thời gian mà con với cả em Thúy yêu nhau ấy, thì là chuyện gì đến thì cuối cùng nó cũng đã đến. Rồi. Là em Thúy em mới trao cho con cái quý giá nhất của cuộc đời người con gái rồi. Trao cho anh cái quý hóa nhất của cuộc đời con gái à? Nó đưa sổ đỏ cho anh à? Ôi trời ơi, sao con nhà tôi nó để dại dai như thế này chứ chưa gì nó đã đưa sổ đỏ cho anh là thế nào? Thúy ơi, con đâu rồi? Ôi trời ơi, anh có thể cho tôi xin lại cái sổ đỏ được không? Ôi trời ơi, anh có cầm đi không? Anh trả tôi được. Anh cho tôi xin lại cái sổ đỏ không? Khổ quá. Thôi, trời ơi, đỏ mới đen cái gì? Thế bác vẫn cố tình không chịu hiểu à? Ý của con là con với cả em Thúy là chén nhau rồi. Hai đứa các anh đưa nhau đi mua chén với bác à? Ồ, thế nhà tôi thiếu gì chén mà phải đi mua chén?